Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh Xã hội, 1.603 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc đang cho học sinh, sinh viên nghỉ học tới hết tháng 2 năm 2020 nhằm phòng chống COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, hầu hết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều đã tổ chức khử trùng trường học, phòng học. Và tới thời điểm hiện nay, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp chưa nhận được báo cáo về trường hợp nào mắc bệnh hay có triệu chứng nhiễm bệnh COVID-19.